Tiệt sư con rùa này. Đi vào nhà chó nó ăn ngay. Quá. Xin chào mọi người. Hôm nay nóng quá, đang đỉnh điểm nóng. Ở quê cây cối đầy mà cũng đang hầm hập này, không nóng không ngủ được. Thì lại nghĩ ra cái trò nghịch ngu tí. À, mang quả trứng này nhá. Mang ra một sân đang nóng, rất là nóng luôn. Mang ra sân đập thử vào chảo. Tráng xem nó có chín không nhá. Chín thì ăn. Ăn thử xem nó như nào. Ăn kiểu này ăn kiểu ngầu. Ngầu hơn kiểu bà Tân Vlog bây giờ nhá. Mọi người cùng thử xem mình nhá. Chảo này mình để được một lúc này. Lăng nóng kinh luôn. Nhiều đang đun ngửa luôn. Mọi người ăn trứng tráng nhá. Tim mắm này nè. Nó đổi màu này. Mọi người xem gần hơn này. Trứng tráng nhá, trứng tráng giữa sân luôn. Tiết kiệm gà. Tiết kiệm gà nhá. Các bạn thấy không? Nát chín ăn luôn cái sân này. Nó đổi màu đấy. Giờ còn đang giai đoạn nồng đào ấy, chỗ này là nóng ăn chín này. Để một lúc cho nó chín nhá. Nắng kinh khủng. Ngồi lúc mồ hôi vã ra ướt hết quần áo luôn. Gọi là trải nghiệm cho mọi người, gọi là cảm nhận được cái nóng của miền Bắc như nào. Giờ mình đang đầu hè đây. Hôm nay là ngày nóng đỉnh điểm. Nhiệt độ không khí nó lên 39-40. Giờ như mặt sân này nó phải tầm độ 50-60 độ. Chín nhanh nên ăn quá rồi. Không ăn trưa trong nhà ra sân ăn. Các bạn tìm hành tráng không? Nếu bạn nào muốn giảm cân ấy, cứ sử dụng cái phương pháp này của mình. Ngày giảm cân 2 cân luôn. Ngay chỗ này bắt đầu nó quánh này. Tại vì nhiệt độ nó chỉ tầm 45 đến 50-60 độ thôi. Thành ra nó sẽ không được trắng như kiểu mình xào. Nhưng mà cứ để lâu thì nó cũng đông đấy. Nó cũng gọi là tủa hết cái protein của trứng này. Kinh khủng ơi, chỗ này nó xém này. Xém các bạn. Nắng kinh khủng luôn. Hồi này mình không tiết nước thì chắc lúc nữa không ăn nổi. Trứng là chuyển sang nồng đào rồi.
này không biết có ăn nổi nữa. Ăn xong được bữa trưa ngày hôm nay chắc phải đi tiếp nước mất rồi. Ngồi canh con chảo trứng này chín mất bao nhiêu nước. Hôm qua vẫn đừng ngồi đợi các bạn. Giờ mà sảnh vào vắt về nhà, vào trong nhà ngồi tí thôi. Ra ngoài chó nó đớp hết. Đợi bữa trưa mà vất thật. Các bạn xem nhìn gương mặt mình này. Đợi ăn được bữa trưa ấy. Mất hết cả một hồi, ăn xong đi tiêm nước mất. Mặt đỏ hưng phưng rồi. Thử thách này cực quá. Ngồi đây đợi tiếp nhá. Đợi để nan chín ăn chứ bây giờ đi vào nhà chó nó ăn ngay. Cơm thì vẫn đợi, trứng tráng đi chưa thấy đâu, nước thì sắp hết rồi đấy. Này xong rồi đi ra thôi. Úi dồi, mẹ con này. Ra tiếp tranh nước để đợi trứng chín mất thôi. Cái xương con ruồi này, tao chưa ăn nên nó định ăn. Ngồi đây không biết trứng thì không thấy chín mà toàn thấy ngồi những cánh ruồi này. Biết thử đợi nửa tiếng hơn nửa tiếng xem nó có chín trắng được như mình trắng nhá. Hey các bạn nhé, cơm có sắt này, đang ngồi đợi trứng chín mà ơi. Đang ngồi đợi trứng chín mà mãi thì chín gì cả. Đói quá. Trưa nay lúc nảy đây nóng quá không ăn được. Nhìn nảy đây định thử xem ăn nào mà đợi mãi chưa được. Mồ hôi thì toát ra ướt cả áo ra. Đã biết đợi đến bao giờ. À, 40-45 phút này. Cũng vàng nha. Có tội là nó không kiểu trắng bạch nhưng khi mình đun lửa to đó. Cũng vàng cũng khô nhá. Nó quắt quắt đây. Vẫn còn một ít rồi. Chỗ này là chui. Chín rồi, chín khô kiểu nó bám rồi đấy. Ta thử xem nên nó có vị nào, còn tanh không. Để tiếp ngoài này nhá, xem ta thử thêm nửa tiếng nữa xem nó có trắng hết không. Cho bạn xem cái quả nhá. Sau gần một tiếng đồng hồ để một sân nóng. Wow. Chỗ này không biết được chín gì nữa. Để mình thử xem. Nhớ ăn tổng ngầu. Ăn cái cơm này à. Các bạn xem à, ăn cái cơm nhá. À. Ăn kiểu ngầu này. Thử xem này. Ăn nhá.
Nó khô nhỉ. Khô nhưng vẫn không bị tanh mà. Này chú chín. Này khô nhưng vẫn không bị tanh. Nhưng mà mặc dù nó trắng nha, nó trắng bệch bệch này. Đó. Chỗ này thì là chưa chín hẳn này. Như cái chỗ này trắng bệch rồi, nhưng vị tanh nó không giống như mình nấu nha. Hôm nay thử đến đây được. Cái này nó hỏng rồi, không ăn được nữa. Chắc phải tính vào trắng quả khác ăn thôi, ăn này chết. Tối đi chạy bỏ mẹ. Thôi, cảm ơn các bạn theo dõi nhá. Thế hay thì like, subscribe kênh của mình, ủng hộ mình với. Có những cái ý tưởng gì hay hay thì comment dưới để giới thiệu mình, để mình thử sức nhá. Rồi, chào mọi người.